Anh Chu Văn Dương, một người từng làm việc trong lĩnh vực chế biến lâm sản, đã trải qua một biến cố lớn khiến cuộc sống và sự nghiệp của anh thay đổi hoàn toàn. Trong một tai nạn lao động nghiêm trọng, anh mất đi một ngón tay và bàn tay bị gãy nát. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng lao động và cuộc sống hàng ngày của anh. Không thể tiếp tục công việc cũ do sức khỏe giảm sút, và khi đứng trước ý định chuyển hướng sang kinh doanh, anh lại cảm thấy tự ti vì không còn đủ tự tin để tiếp xúc với khách hàng. Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, anh Chu Văn Dương đã có một quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình khi chuyển hướng sang nghề chăn nuôi động vật hoang dã, cụ thể là con cầy vỏ mốc. Tại video này, chúng ta cùng tìm hiểu về trang trại chăn nuôi, nghề đã nuôi sống và giúp anh làm giàu kể từ biến cố đó. Tôi cũng chia sẻ với bà con trước đây ấy, thì tôi làm bên chế biến lâm sản. Cho nên là sau một cái biến cố ấy, thì nói thật với bà con là đây, tôi bị mất đi một ngón tay và gãy nát hết cái bàn tay này. Và sau những cái biến cố này thì cái sức khỏe của tôi nó không phù hợp với những cái ngành nghề ấy nữa. Và cái thứ hai, nếu mà để về kinh doanh thì khi mà mình tiếp xúc khách hàng thì mình nó bị khuyết tâm ra là mình cũng không đủ tự tin để mình làm những cái nghề, để mình đi, mình giao lưu hoặc là mình tiếp xúc khách hàng nữa. Cho nên là tôi mới quyết định tìm hiểu về cái nghề chăn nuôi. Nếu bà con muốn đến tham quan trang trại thì hãy liên hệ với anh Dương qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được anh đón tiếp và chia sẻ. Quá trình đi đến quyết định này không hề dễ dàng. Anh đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và cân nhắc các mô hình chăn nuôi khác nhau. Sau khi tìm hiểu về loài cầy vỏ mốc, anh nhận ra rằng đây là một lựa chọn rất tiềm năng. Anh chia sẻ rằng chăn nuôi cầy vỏ mốc có nhiều ưu điểm vượt trội như chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn, thức ăn cho cầy dễ tìm và giá rẻ. Đặc biệt là loài cầy này ít gặp phải các vấn đề về dịch bệnh so với các loài vật nuôi khác. Thêm vào đó, giá trị kinh tế của cầy vỏ mốc rất cao với tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn cho người chăn nuôi. Và tôi nhiều đêm trăn trở và suy nghĩ, mình tìm tòi và mình cũng thấy được là ở tại tỉnh Tuyên Quang và có những người đàn anh đàn chị mình đi trước chăn nuôi cái động vật hoang dã điển hình như con cầy vỏ mốc mà họ đã thành công. Cho nên từ đấy mà tôi quyết định tìm hiểu và học hỏi kỹ thuật để chăn nuôi. Và sau khi tôi tìm hiểu và chăn nuôi thì đối với con cầy vỏ mốc này nó lại đạt được những cái tiêu chí. Cái thứ nhất là về phần đầu tư, chi phí đầu tư đầu tiên con giống và chuồng trại nó rất phù hợp với tôi. Và cái thứ hai nữa về cái thức ăn của nó thì nó cũng rất là rẻ và phù hợp với mình. Cái thứ ba nữa là cái quyết định quan trọng nhất là về nó không dịch bệnh. Nó không như những con động vật thông thường, hầu như nó không có dịch bệnh. Và cái thứ tư nữa là về cái hiệu quả kinh tế, nên cái giá trị nó rất là cao. Cho nên từ đấy tôi mới bắt tay vào chăn nuôi. Với tầm nhìn xa và quyết tâm cao, anh Dương đã quyết định đầu tư vào chăn nuôi con cầy vỏ mốc với số vốn ban đầu là 50 cặp cầy sinh sản. Nhờ sự kiên trì và quản lý khoa học, chỉ sau một năm, anh đã gặt hái được thành quả đáng kinh ngạc. Lứa sản phẩm đầu tiên của anh được xuất bán và mang về cho anh hơn 2 tỷ đồng. Đây thực sự là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, là minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt mà anh đã đưa ra trong hoàn cảnh khó khăn. Từ thành công ban đầu đó, anh tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô trang trại. Hiện tại trang trại của anh đã phát triển với hàng nghìn con cầy, trở thành một trong những trang trại lớn nhất nhì khu vực. Với cái vốn ban đầu là 50 cặp sinh sản và sau hơn một năm chăn nuôi, tôi đã được xuất bán lứa thương phẩm đầu tiên. Nó đã mang lại cho tôi hơn 2 tỷ đồng. Lúc này tôi mới nghĩ lại và đây là cái lựa chọn sáng suốt nhất của cuộc đời tôi. Và với chỉ có 50 đôi cầy sinh sản mà nó lại mang lại cho mình cả hơn 2 tỷ đồng sau một năm rồi, trừ hết chi phí sau một năm mình chăn nuôi. Chính vì thế thì tôi mới bắt đầu sàng lọc con giống và mở rộng quy mô trang trại chăn nuôi. Cho đến thời điểm này thì trang trại tôi cũng có tới hàng nghìn con sinh sản. Anh Chu Văn Dương cũng rất thành thật khi chia sẻ rằng
Lúc mới bắt đầu, anh không tránh khỏi lo lắng về thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những người đi trước thành công với mô hình này, anh dần cảm thấy yên tâm hơn. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, hiện tại trang trại của anh chủ yếu cung cấp cởi vòi mốc cho thị trường trong nước, nhưng chỉ mới đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu thị trường Việt Nam. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển còn rất lớn, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế. Đặc biệt, anh cũng đã có những đối tác kinh doanh tại Trung Quốc, mở ra cơ hội lớn cho việc xuất khẩu sản phẩm trong tương lai. Khi mới bắt tay vào chăn nuôi thì cũng chia sẻ với bà con là tôi cũng rất lo lắng cái thị trường đầu ra. Và mình nhìn thấy những cái người mà đi trước mình ở tỉnh Tuyên Quang này cũng đang chăn nuôi con cầy vòi mốc này, mà họ không phải lo gì về thị trường. Nên từ đấy tôi rất là yên tâm về cái phần thị trường. Và cho đến cái thời điểm này thì bên trang trại của tôi, cái thị trường mình cung cấp chủ yếu hầu như là thị trường Việt Nam, mà mới chỉ đáp ứng được khoảng tầm 20% vì cái tương lai và phát triển của trang trại, nên tôi cũng vẫn dành lại một ít phần trăm là để dành cho những cái đối tác của mình tại Trung Quốc. Chính vì cái thị trường đầu ra của trang trại hiện tại vẫn không đáp ứng được cái thị trường. Ngoài thành công trong việc phát triển trang trại, anh Chu Văn Dương còn rất tâm huyết trong việc hỗ trợ bà con nông dân. Anh cam kết hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, cung cấp con giống và hướng dẫn chi tiết cho những ai muốn tham gia mô hình này. Đặc biệt, anh còn đưa ra chính sách bao tiêu sản phẩm, giúp bà con yên tâm hơn khi bắt đầu chăn nuôi cầy vòi mốc. Anh Chu Văn Dương luôn nhấn mạnh rằng anh và trang trại của mình cam kết về chất lượng con giống, đảm bảo quá trình sinh sản cầy ổn định và hiệu quả. Ngoài ra, về mặt kinh tế, anh cho biết chi phí nuôi một cặp cầy sinh sản trong một năm khoảng 1.200.000 đồng cho thức ăn và chi phí chuồng trại khoảng 200.000 đồng, rất phù hợp với bà con nông dân. Cho nên với những bà con mà muốn bắt tay vào chăn nuôi con cầy vòi mốc này thì trang trại cũng có những cái chính sách. Thứ nhất là hỗ trợ bà con về cái kỹ thuật chăm sóc, cái thứ hai nữa là hỗ trợ về con giống, cái thứ ba là hỗ trợ thêm những cái phần vật chất để cho bà con chăn nuôi. Và sau khi bà con chăn nuôi và có được cái thương phẩm thì lại phải quay đầu lại cho trang trại để trang trại lấy cái nguồn thu đấy để đáp ứng được thị trường. Khi bà con mà bắt tay vào chăn nuôi đến với trang trại, mà khi trang trại chia sẻ con giống thì trang trại cũng ký một cái hợp đồng với bà con, là thứ nhất là cam kết về cái chất lượng con giống, cái thứ hai nữa là cam kết về cái sinh sản, cái chế độ sinh sản, và cái thứ ba nữa là cam kết bao tiêu cho bà con, tùy thuộc bà con ký với trang trại là từ 5 hoặc 10 năm. Với cái giá thực tế hiện nay là từ 2 triệu đến 2 triệu 2 trên 1 kg. Về hiệu quả kinh tế, sau 1 năm, một cặp cầy sinh sản đạt tiêu chuẩn có thể đẻ 6 con, mỗi con đạt trọng lượng khoảng 4 đến 5 kg. Sau khi trừ chi phí, có thể lợi nhuận mang về từ 38 đến 46 triệu đồng mỗi năm cho một cặp cầy sinh sản. Đây là con số ấn tượng và rất đáng khích lệ cho những ai muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi. Cũng chia sẻ thêm là về phần chuồng trại, khi mà mình muốn bắt tay vào chăn nuôi với một cặp cầy sinh sản thì với một cái ô chuồng là 1 mét như thế này thì chi phí đâu đó khoảng 200, và cái chi phí thức ăn cho một cặp chồn sinh sản trong một năm thì nó hết vào khoảng tầm 600 một con, thì là hết 1.2 triệu một năm. Sau khi mình chăn nuôi một năm nó được 2 lứa thì cái sinh sản của con cầy vòi mốc này mà đạt tiêu chuẩn thì nó đẻ từ 3 đến 5 con. Thì mình lấy cái mức thấp nhất là 3 con một lứa thì mình sẽ được 6 con một năm. Và với cái mức chăn nuôi trong vòng 1 năm con thương phẩm thì nó sẽ đạt được độ từ 4 đến 5 cân thì mình chỉ cần lấy 4 cân. Và với cái giá bao tiêu của trang trại hiện nay từ 2 triệu đến 2 triệu 2 thì với trừ hết các chi phí với một con mẹ sinh sản hiện như hiện tại của trang trại, nó sẽ mang lại cho mình từ 38 đến 46 triệu đồng trên một mẹ sinh sản. Với sự kiên trì, nhạy bén và quyết tâm không ngừng nghỉ của mình, anh Dương đã trở thành một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó và thành công trong lĩnh vực chăn nuôi. Anh luôn khuyên bà con rằng trước khi bắt tay vào chăn nuôi cầy vòi mốc nên đến học hỏi từ những trang trại uy tín để nắm vững kỹ thuật chăn nuôi và sinh sản. Khi đã có nền tảng vững chắc, việc chăn nuôi sẽ trở nên dễ dàng hơn và thành công sẽ đến với những ai kiên trì theo đuổi. Cũng chia sẻ với bà con mà khi bà con mà muốn bắt tay vào chăn nuôi thì cái lời khuyên của tôi với những cái ngành nghề khác
thì tôi không dám khuyên. Còn với về cái con cầy vòi mốc này thì cũng khuyên bà con đến tận những trang trại, làm sao người ta có đủ uy tín và lớn thì để mình học hỏi cái kỹ thuật về chăn nuôi, về cái chế độ sinh sản, và mình học thực tế. Khi mà bà con đã nắm bắt được hết cái kỹ thuật chăn nuôi thì bà con cũng bắt tay vào chăn nuôi. Sự thành công của anh Chu Văn Dương không chỉ là một câu chuyện về kinh tế mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và biết vượt qua khó khăn. Anh không chỉ tạo ra giá trị kinh tế lớn cho bản thân mà còn mở ra cơ hội cho nhiều người khác học hỏi và phát triển từ kinh nghiệm của mình. Nếu bà con muốn đến tham quan trang trại thì hãy liên hệ với anh Dương qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được anh đón tiếp và chia sẻ.